lục báo và Đinh Quang Thái trân trọng kính chào quý khán giả. Sau đây là một điểm tin sáng thứ hai, 24 tháng 8 năm 2020. Trước hết là phần lược thuật những tin quan trọng. Cơ quan kiểm soát thực phẩm và thuốc men của Hoa Kỳ đã cho phép truyền uh, huyết thanh của người khỏi bệnh COVID để ngăn chặn nguy cơ tử vong của những bệnh nhân khác. Hai trận báo đe dọa Texas thống đốc Greg Abbott tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 23 quận của tiểu bang. Tòa Bạch Cấp chấp thuận quỹ cứu trợ để giúp California đối phó với nạn cháy rừng đang lan rộng tại miền Bắc của tiểu bang. Xử lý Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa tuyên bố không có quyền gửi an ninh liên bang đến giám sát các thùng phiếu bầu cử. Và một người Mỹ gốc Phi Châu, từ nhân viên an ninh của một bệnh viện trở thành bác sĩ chuyên về ung thư cuống họng. Sau đây là phần tin chi tiết. Đại hội của Đảng Cộng Hòa đã chính thức khai mạc sáng ngày hôm nay tính theo giờ địa phương tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Với phần mở đầu của bà thư ký Ủy ban Toàn quốc Đảng Cộng Hòa đọc uh, danh sách của từng tiểu bang một, đã bỏ phiếu để ủng hộ Tổng thống Donald Trump ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Trong khi đó, thì chiều tối ngày hôm qua, cố vấn cao cấp của tòa Bạch Ốc là bà Kellyanne Conway, Loan báo cho biết là bà sẽ chính thức rời tất cả mọi công việc của Tòa Bạch Ốc vào đầu tháng 8 sắp tới. Đây là một biến cố phải nói là quan trọng đối với Tổng thống Donald Trump bởi vì bà Kellyanne Conway giữ một vai trò rất đặc biệt trong Tòa Bạch Ốc. Bà là người đối đáp với các báo chí và bênh vực chính sách của Tổng thống Donald Trump và thậm chí bà là người đã thúc đẩy Tổng thống Donald Trump xuất hiện thường xuyên trong những cuộc họp báo hàng ngày để nói về nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ trong uh, công việc chống lại coronavirus. Thưa quý vị, trong khi đó thì chồng của bà Conway là ông George Conway cũng đưa ra một cái lời loan báo là ông rút ra khỏi uh, cái Lincoln Project. Đây là một cái nhóm của Đảng Cộng Hòa uh, chống Tổng thống Donald Trump và họ muốn rằng uh, Tổng thống Trump sẽ thất bại trong cuộc bầu cử 3 tháng 11. Ông George Conway là một luật sư bảo thủ và đã nặng lời chỉ trích Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Trump thì đã từng gọi ông George Conway là một kẻ tồi tệ và một người chồng đến từ địa ngục. Cả hai vợ chồng là Kellyanne Conway và ông George Conway chỉ nói rằng cái việc mà bà vợ rút ra khỏi tòa bạch ốc và ông chồng rút ra khỏi Lincoln Project để nhằm mục đích rút uh, thu vén về tất cả những hoạt động của gia đình. Ngày hôm qua thì trong cuộc họp báo rất ngắn tại tòa bạch ốc, tổng thống Donald Trump đã loan báo rằng cơ quan kiểm soát thực phẩm và thuốc men của Hoa Kỳ đã đồng ý cho phép sử dụng khẩn cấp một cái loại à, gọi là huyết tương của những người mà đã lành bệnh Covid 19 và dùng huyết tương đó để truyền vào cho những người đang bị Covid 19 với hy vọng rằng họ sẽ chặn được cái bệnh đó mà, à, mà bệnh nhân sẽ không rơi một cái tình trạng nguy hiểm đến à, sinh mạng. Tổng thống Trump nói rằng ông rất vui loan báo một nỗ lực lịch sử chống lại China virus, ông dùng China virus và có thể cứu mạng sống của vô số người tại nước Mỹ. Thưa quý vị, hôm thứ 7 uh, vừa qua thì tổ chức uh, FDA loan báo rằng họ chấp nhận cái biện pháp khẩn cấp này, tức là dùng huyết thanh để mà ngăn chặn Covid-19, nhưng mà trước đó một ngày thôi tức là ngày thứ uh, thứ 6 thì uh, tổ chức này nói rằng họ vẫn còn cân nhắc và không muốn loan báo cái điều đó vội, cho nên tổng thống Donald Trump đã gửi ra một cái tuyết tỏi rất tức giận. Ông nói rằng cái việc mà cơ quan kiểm soát uh, thực phẩm và thuốc men của Hoa Kỳ muốn hoãn lại cái lệnh cho phép sử dụng khẩn cấp cái phương pháp trị liệu này đấy, bởi vì họ bị thúc đẩy bởi những uh, động lực uh, chính trị một số những nhà um, chuyên gia về y học của nước mỹ trong đó có bác sĩ anthony fauci và bác sĩ francis collins là giám đốc của viện quốc gia sức khỏe đều tỏ ra ngân ngại và nói rằng uh, rất quan tâm về cái chuyện fda đã cho phép sử dụng khẩn cấp uh, cái phương pháp um, chữa trị này sớm quá uh, thưa quý vị uh, trong khi đó thì một viên chức khác của uh, chính phủ tổng thống donald trump đó là Peter Marx là giám đốc của cơ quan Food and Drug Administration Center thì nói rằng sẽ từ chức nếu như mà tổng thống Trump thuận thuận để cho cái phương pháp chữa trị bằng huyết thanh này được uh, sử dụng một cách uh, rộng rãi tại nước Mỹ. Cơ quan FDA thì nói rằng họ đã thử nghiệm trên 70.000 bệnh nhân và họ thấy rằng đây là một phương pháp um, có hiệu quả. Sáng nay thì ông Michael Steele người từng là chủ tịch Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa từ năm 2009 cho tới năm 2011. Nói với hãng tin Reuters rằng chính quyền của Tổng thống Trump đang đặt chính trị lên trên khoa học. Ông Michael Steele viết một cái tweet gửi cho báo chí nói rằng đây không phải là về khoa học hay là thậm chí sức khỏe của người dân mà thuần túy là cuộc tái đắc cử của Tổng thống Trump mà thôi. À, một cuộc thăm dò của Đài CBS công tác với tổ chức U-Government cho biết là 57% những người ghi danh theo đoàn Cộng Hòa nói rằng họ rất là hài lòng về cái chiến dịch mà chống Covid của Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó 43% những người của đảng Cộng Hòa thì cũng nói rằng họ không hài lòng. Với những người dân chủ thì 10% nói rằng họ hài lòng với chiến dịch chống Covid của Tổng thống Trump. 90% nói là không hài lòng. Với những người cử tri độc lập thì 33% nói rằng hài lòng, 67% nói rằng không hài lòng với cái cách đối phó của Tổng thống Trump đối với Covid-19. Trong cái bối cảnh mà hai cái trận bão lớn sẽ nhập lại với nhau và được mô tả là lần đầu tiên xảy ra trong 100 năm nay của lịch sử, đó là trận bão Marco và trận bão Laura đang tiến vào khi khu vực duyên hải của tiểu bang Texas. Thì thống đốc của Texas là ông Greg Abbott chiều tối ngày hôm qua đã ban hành lệnh khẩn cấp trên 23 quận hạt của tiểu bang. Cho tới sáng ngày hôm nay thì trận bão được đặt tên là Marco với một sức gió là 35.000 dặm. Đang là một cái mối đe dọa cho cái vùng duyên hải của tiểu bang Texas và Marco dự trù là sẽ đánh vào Louisiana vào lúc chiều tối ngày hôm nay rồi sau đó sẽ đổ bộ vào New Orleans. Ngoài ra thì trận bão Marco cũng sẽ hướng về phía bắc của tiểu bang Texas và hiện nay thì trận bão này đang ở một 100 xin lỗi quý vị 395 dặm về phía đông nam của Lafayette. Còn trận bão nhiệt đới tên là Laura thì dự trù sẽ đổ bộ vào phía tây của Louisiana, vùng duyên hải Texas vào ngày thứ tư tuần này và đồng thời đe dọa cái thị trấn Berman của Texas. Tối thiểu là đã có 5 người thiệt mạng vì trận bão này tại Haiti khi bão đánh vào cuối tuần vừa qua và hai người thiệt mạng tại Cộng hòa Dominican. Vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ nhật thì bão Laura còn vào khoảng 55 dặm về phía đông của Cuba và sức gió là 50 dặm một giờ. Texas hiện nay vẫn còn đang phải đối đầu với số người bị coronavirus tăng cao. Tổng số người tại toàn tiểu bang bị lây nhiễm là 115.000 người. Thưa quý vị, thống đốc của tiểu bang California là ông Gavin Newsom rất vui ngày hôm qua loan báo rằng cái lời kêu gọi của ông đối với Tổng thống Donald Trump để xin chính phủ liên bang trợ giúp cho California nhằm chống lại và phục hồi tất cả mọi thiệt hại do cái trận cháy rừng đang lan rộng khắp miền Bắc California thì Tổng thống Donald Trump chiều hôm qua đã đồng ý rằng tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho California. Thưa quý vị, hiện nay thì các lực lượng cứu hỏa của California vẫn đang đối đầu với những um, trận cháy tại khu vực Lake Napa, San Mateo, Santa Cruz, Solano, Sonoma và Yolo counties. Thống đốc của tiểu bang là ông Gavin Newsom cho biết rằng có 600 vụ cháy tất cả và đây là một cái trận hỏa hoạn vô tiền khoáng hậu trong lịch sử của California. Với cái sắc lệnh cho phép tuyên bố California được đặt trong tình trạng khẩn cấp thì điều đó có nghĩa là chính phủ liên bang sẽ dùng quỹ của liên bang để hỗ trợ cho tất cả những nạn nhân của vụ cháy và đồng thời sẽ giúp đỡ cho những người bị mất công an việc làm hậu quả của vụ cháy và giúp cho nền kinh tế của tiểu bang có thể hồi phục lại sau khi mà lực lượng cứu hòa có thể ngăn chặn được trận cháy này. Một số các tiểu bang khác, Uh, ít nhất là 10 tiểu bang đã được thống đốc uh, Gavin Newsom kêu gọi là gửi cái lực lượng cứu hỏa đến trợ giúp cho uh, lực lượng cứu hỏa tại California để chống lửa. Ngoài ra thì thống đốc California cũng kêu gọi hai quốc gia khác là Úc và Canada giúp đỡ. Nhìn sang tình hình tại bán đảo Triều Tiên thì uh, thưa quý khán giả ông Chang Song-win, là cố vấn cao cấp của cố tổng thống Nam Hàn Kim Da Jung vừa mới cho biết là căn cứ vào tất cả những nguồn tin tình báo thì ông có thể nói rằng lãnh tụ Cộng sản Bắc Hàn là Kim Jong Un hiện nay đang trong tình trạng sức khỏe hết sức là ngặt nghèo. Mặc dù là vẫn còn sống nhưng mà có tin cho rằng ông ta đã bị đột quỵ và đang nằm trong nhà thương. Đó là lý do tại sao trong mấy ngày vừa qua thì Kim Jong Un đã giao khá nhiều quyền cho cô em gái và theo như lời ông Chang Song Min thì Kim Jong Un uh, vẫn có thể sống sót nhưng mà chưa chắc đã phục hồi được sức khỏe để tiếp tục lãnh đạo Bắc Hàn. Trong thời gian vừa qua thì Kim Jong Un ít xuất hiện trước công chúng, đó là lý do tại sao có nhiều lời đồn và thậm chí tình báo của Nam Hàn cũng ngờ rằng Kim Jong Un đã bị đột quỵ sau một cái một cuộc giải phẫu tim. Tình hình tại Belarus thì những người ủng hộ phe đối lập tại Belarus ngày hôm qua đã xuống đường vào khoảng cả trăm ngàn người để kết án ông tổng thống Alexander Lukashenko nói rằng ông này đã đánh cắp cuộc bầu cử cách đây 2 tuần và đòi ông phải từ chức trước phong trào phản kháng một cách mạnh mẽ của dân chúng thì thưa quý vị chiều tối ngày hôm qua hình ảnh của phía bên truyền thông của Belarus cho thấy rằng ông tổng thống Lukashenko đi từ một chiếc máy bay đáp xuống trước cờ dinh tổng thống mặc quần áo quân đội màu đen có áo giáp và cầm một khẩu AK-47. Trong khi đó thì người con trai 15 tuổi cũng trang bị vũ khí đứng phía sau. Hình ngày này được mô tả như là một cái sự thách thức đối với những người hiện nay đang biểu tình tại Belarus. Ông Lukashenko giành được một nhiệm kỳ tổng thống thứ hai sau một thời gian cầm quyền tới 26 năm. Và chế độ của ông ta được cái sự ủng hộ tối đa của Liên bang Nga và đặc biệt là của Vladimir Putin. Trong mấy ngày qua, thì cảnh sát tại Belarus đã tung ra những cuộc đàn áp bằng hơi cay và thậm chí bằng cả dùi cui nữa, khiến ít nhất là bốn người đã bị thiệt mạng và những người biểu tình còn cho biết rằng họ bị cảnh sát bắt giữ tra tấn ở trong trại giam. Có một số các nhà máy đã đình công và họ cưng quyết tham dự với cái đoàn biểu tình để chống lại ông Lukashenko. Thì sáng nay ông ta nói rằng nếu mà những công nhân đã không quay trở lại làm lại thì ông ta sẽ dùng những lực lượng, những nơi khác ở bên Ukraine để thay thế cho những người công nhân này. Ông ta còn nói rằng ông ta thắng cử một cách công bằng và đồng thời lên án Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO là đã tìm cách lật đổ ông ta để thay thế bằng một tổng thống khác. Trở lại tình hình từ nước Mỹ thì uh, quyền Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa là ông Chad Wolf ngày hôm qua nói báo chí rằng uh, Bộ An ninh Nội địa không có được quyền gửi nhân viên an ninh từ liên bang xuống để kiểm soát các phòng phiếu trong cuộc bầu cử 3 tháng 11 sắp tới. Ông nói rất rõ theo quy định của Hiến pháp thì Bộ An ninh Nội địa không được quyền làm chuyện đó. Báo chí hỏi ông rằng à, ông nghĩ sao khi mà Tổng thống Donald Trump hôm rồi trả lời một cuộc phỏng vấn của đài Fox News. Tổng thống Trump cho rằng ông sẽ điều động cảnh sát, này, sheriff, tức là mấy ông cò và lực lượng an ninh của liên bang xuống để mà Uh, kiểm soát các thùng phiếu trong ngày bầu cử, thì ông Chad Wood nói rằng Bộ An ninh nội địa có bổn phận thi hành luật pháp và chúng tôi có nhân viên để thực thi luật pháp thẩm quyền này là do quốc hội ấn định và giao cho Bộ An ninh nội địa nên việc gửi người kiểm soát các phòng phiếu không phải là nhiệm vụ của chúng tôi. Ông còn viện dẫn uh, hiến pháp của Hoa Kỳ nói rằng dân sự và quân sự ra lệnh điều động quân lính hoặc những lực lượng có vũ khí đến các phòng phiếu là hoàn toàn vi phạm đến pháp chỉ ngoại trừ một trường hợp duy nhất thôi đó là cần phải đối đầu với những lực lượng vũ trang của các chế độ thù nghịch với nước mỹ và cuối cùng là tin liên quan đến một người đàn ông mỹ gốc phi châu da đen đó là ông Russell Ledet. Ông từng là một người nhân viên bảo vệ an ninh cho một cái bệnh viện ở bên uh, tiểu bang Louisiana, đó là Baton Rouge The General Medical Center. Và miệt mài trong nhiều năm trời, ông ôm ấp một cái giấc mơ là ngày nào đó sẽ trở thành một bác sĩ. Ông bày tỏ cái giấc mơ này với rất nhiều bác sĩ tại bệnh viện này, nhưng mà hầu hết đều cho rằng ông không nên bởi vì Uh, với cái thời giờ mà ông làm uh, công việc bảo vệ an ninh, ấy, làm cách nào ông có thể đi học được? Ngoại trừ một bác sĩ khuyến khích ông, đó là bác sĩ Patrick Geyfmansten, bác sĩ uh, Patrick nói rằng ông vừa có thể đi học, vừa có thể dùng những cái phiếu cắt sẵn nhỏ đó để ghi chép bài học và trong lúc rảnh rỗi ông có thể học về ngành y khoa. Thưa quý vị sau nhiều năm trời thì uh, bây giờ bệnh viện uh, tại uh, Louisiana Tiếp đón một bác sĩ tên là Russo Ledet, trước kia đã từng là nhân viên an ninh. Tất cả mọi ngó ngách trong bệnh viện ông đều thuộc lòng hết bởi vì ông làm việc nhiều năm ở đó rồi. Và bây giờ ông tốt nghiệp với ngành bác sĩ chữa về ung thư cổ họng, tốt nghiệp tại New York University. Ông nói báo chí rằng để góp phần thay đổi những định kiến của xã hội đối với cộng đồng người Mỹ gốc Phi châu, thì ông với cùng một số bác sĩ khác đã đứng chụp cái hình ngay trước cái khu vực có tên là Whitney Plantation là cái nơi mà xa xưa từng là cái chỗ mà cộng đồng của những người nô lệ đã phải làm việc trong những cái nông trại ở đây và ông nói rằng đây là một cái thông điệp muốn nói cho xã hội thấy rằng đừng nhìn những người mỹ gốc phi châu da đen là những uh, sinh vật không phải là con người rõ ràng có công ngoài sắt có ngày nên kim chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong mục điểm tin chiều hôm nay